Xin chào mọi người, biết em đang làm món gì không ạ? À? Đây là đậu phộng rang muối. Em đang thiếu protein. Nên phải rang đậu phộng rang muối. Trong khi em đang rang đậu phộng rang muối thì có bà chị mới nói cho em, chị bạn thôi, sẵn chia sẻ cho mọi người biết. Chị nói dạo này tầm 2 năm nay chị có được một cái năng lực là chị nhìn thấy tương lai gần. Chị bói bài cho người ta, chị thấy người ta bệnh. Là đúng là nó bệnh Covid thiệt luôn. Là cái năng lực này á, em chia sẻ cho vui, ai tin thì tin, không tin thì thôi. Năng lực này chúng ta có được, thứ nhất là do phước đức nhân duyên nhiều đời trong quá khứ. Có thể chúng ta có duyên với tiên, với Phật, cũng có thể là duyên với ma, với quỷ. Đa phần người thường thì mình sẽ có duyên với ma quỷ nhiều hơn. Chỉ cần mình, cái nhịp tim của mình đập ở mức bao nhiêu thì mình có duyên với những cái chúng sanh ở cảnh giới đó. Nên tim mà đập trên mức 70 á, thì có duyên với ma quỷ thần là điều chắc chắn. Thì mình có được năng lực này để làm gì? Để quỷ thần họ không có thân người. Và khi mình có duyên với họ, mình sợ họ, thì họ sẽ cho mình cái năng lực đó để mình thấy, để mình tin tưởng và mình làm theo. Họ theo cái kiểu mà giống như là cá mập vậy đó, đầu tư. Những ai mà sợ họ thì họ sẽ đầu tư cho năng lực. Thì những người có được năng lực đó sẽ dùng để làm việc thiện hay việc ác gì đó tùy. Nếu làm việc thiện á, thì cái phước đức tạo được sẽ san sẻ cho quỷ thần đó. Quỷ thần cũng phải chọn lựa chứ bộ, đâu phải ai cũng cho, phải những người tin tưởng họ mới cho. Thì khi họ cho đó, làm tốt thì họ được hưởng, còn làm sai á, là mình tự chịu. Bởi vì sao làm sai? Khi chúng ta là một người bình thường sở hữu được cái năng lực chứ bộ, coi bói nhìn thấy tương lai này kia ha, giúp cho người này người kia ha, làm không thì không nói gì, bắt đầu tham lên làm lấy tiền đồ kia ha, thì từ từ hết phước. Mà hết phước đó đó là do trời không có cho nữa, nên mình sẽ mất phước, thì quỷ thần cũng không có dùng được, nên họ sẽ không có hỗ trợ, không giúp đỡ mình nữa. Và khi mà phước mình mất rồi á, thì mình sẽ bị người đời phỉ báng, mình sẽ bị xui xẻo, hay gia đình thân bại danh liệt đó, gia đình tan nát. Cứ nhìn nghệ sĩ Hoài Linh của chúng ta là một người rất là yêu thương mọi người ha, làm việc với thần linh này kia ha. Cảnh giới của ngài ấy đang là một vị Bồ Tát chịu khổ vì tất cả mọi người, hay là đang bị quỷ thần thử thách, nghĩa là khi cho nghệ sĩ Hoài Linh giàu có yêu thương này kia, năng lực lớn hơn. Nhưng mà có khi ngài ấy lợi dụng tận dụng quá, mưu cầu vật chất dữ quá, mất phước thì phải trả lại, nên là như vậy. Quỷ là ai? Nhà ai cũng đang thờ quỷ hết mà không biết. Chính là ông địa. Chúng ta gọi ông ta là thần, bởi vì thần là cai trị các loại quỷ. Nhưng mà thần là quỷ vương, bởi vì chỉ có quỷ vương mới có thể cai trị được những quỷ nhỏ thôi. Ông địa là quản lý quỷ. Rồi khi linh hồn, các hồn ma, hồn ma mà chết bất vượng trong nhân gian á, thì sẽ bị giam cầm ở cái nơi nào đó không có đi được. Ví dụ như Honey con chết ở đây đúng không Honey? Linh hồn con sẽ ở đây.
thì có quỷ ở đó cai quản, thì ông địa sẽ sai con quỷ đó, à bây giờ mày dẫn cái linh hồn nó về đây cho thầy, là con quỷ sẽ dẫn linh hồn nó về cho ông địa để ông địa ông giải quyết. Như vậy cuộc sống là như vậy, nên những người mà được sở hữu một ít năng lực của quỷ thần ban cho lại tưởng đó là hay thì hãy cẩn thận, bởi vì đa phần đó là cũng là phước mà cũng là quả. Nếu mà biết nhìn đó là phước đó, thì mình phải cố gắng tu tập để thoát khỏi cái cảnh giới đó, thoát khỏi tham sân si, vượt qua cảnh giới của quỷ thần thì mình sẽ lên thành Bồ Tát, Thánh Nhân, Tiên, Phật gì đó. Còn không thử thách qua được thì chịu thân bại danh liệt thôi quý vị. Bây giờ em đang rang cái này để em không biết là nên chiều nay em có nên đi đăng cá không, là đi giải cứu mấy con cá trong đăng á, mà không biết có vị Bồ Tát nào ủng hộ không nữa. Thì em đang rang thì có bà chị bà nhắn tin là như vậy, bà có năng lực như vậy. Và bà này thì rất là sợ ma nha. Chính là những người sợ ma là những người quỷ thần rất là yêu thích. Bởi vì mình có sợ họ thì họ mới tiếp cận mình dễ dàng, mà họ mới yêu quý mình, chứ mình không sợ mình chả coi họ ra gì thì họ chả thèm quan tâm mình làm cái gì. Và một trong những cách mà giúp chúng ta không sợ ma chính là chúng ta đừng ăn thịt động vật quá nhiều. Tốt nhất là từ bỏ ăn thịt động vật, bởi vì hấp thụ năng lượng từ động vật sẽ tạo ra nỗi sợ hãi cho chúng ta. Nỗi sợ hãi đó từ những con vật nó chết. Khi chúng ta ăn thịt nó thì chúng ta hấp thụ cái năng lượng sợ hãi của nó. Khi chết á, chúng ta cũng sợ hãi giống như nó như vậy. Bây giờ em ăn đậu phộng. Ba con rang vậy đúng không ba? Dạ, điều lên cái cửa căng mạnh lên, điều lên. Dạ. Đây ba em, nói thiệt ba em chưa thoát được cảnh giới của quỷ thần. Không, ba em đã thoát được cảnh giới của quỷ rồi. Nhưng mà ba em lại đang sống trong cảnh giới của thần. Bởi vì ba em là một người không hề sợ ma. Chỉ sợ, không sợ quỷ, chỉ sợ thần thôi. Chỉ sợ thần là sao? Sợ thần là gì? Là sợ bệnh nè, sợ khổ nè, sợ chết nè, mà không sợ ma quỷ. Thì mình phải kính nể thần thì họ mới ban cho mình những sức khỏe để mình sống tốt, ban cho mình tài vật để mình không nghèo đói. Thì kính sợ thần là phải cúng kiến thần, tới ngày rồi phải cúng kiến, rằm là phải cúng kiến, rồi nói chung là phải biết kính trọng thần. Thường em thấy đa số các chính trị gia đều quý trọng thần, bởi vì họ theo đạo thần là nhiều. Bởi vì theo thần thì thần sẽ phù hộ, còn theo tiên, tiên đâu phù hộ được. Tiên giống như em, giải cứu thiên nhiên động vật, lãnh đâu giải cứu phù hộ con người. Hay theo Phật cũng vậy, Phật chả có phù hộ ai. Ai muốn giàu kiếm Phật là sai rồi, ai muốn giàu phải đi kiếm thần. Kiếm Phật là kiếm sự giác ngộ, kiếm sự giảng sanh, giải thoát. Còn muốn thoát khỏi khổ đau, bệnh tật thì phải đi kiếm Bồ Tát. Em cảm thấy rất là không vui, bởi vì nghiệp lực là hiếm ai nghe được những lời nói chân thật từ em. Giống như em giúp cho chị Phi Nhung thoát khỏi bệnh, phóng sanh cho chị đó được một ngày thì chị đó hay tinh khỏe lên, nhưng mà những ngày sau thì không có phóng nữa, đâu ai ủng hộ đâu phóng. Má em thì ủng hộ em 700.000 để phóng sanh cho chị Phi Nhung, gửi luôn cho em 1.000.000 đồng luôn. Nhưng mà sau khi chị ấy mất rồi, và mọi người, một mình em thì không thể hồi hướng được.
Trong khi một mình em niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng cho chị Phi Nhung, còn quý vị thì niệm A Di Đà Phật. Quý vị cầu sai, chị ấy đang cần thoát khỏi bệnh tật, nhưng mọi người lại cầu cho chị ấy giảng sanh, cầu cho chị ấy gặp A Di Đà Phật tiếp dẫn. Nên bất cứ cái bình luận comment nào ở trên Facebook của Phi Nhung cũng đều một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế nên quý vị đang giúp chị ấy đi vãng sanh. Như vậy thì cũng tốt, rất là tốt. Nên cuộc sống là như thế, tất cả đều có số hết rồi. Tại sao em có thể thành tiên được? Tại sao cũng có người thành Phật được, có người thành thần được? Rồi có mấy thằng khùng lên trên mạng tự cho mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế, thế là bị công an hốt. Khi nào mình nói ra được những lời đó, khi nhịp tim của mình đã đập chậm hơn người bình thường, khi mình đã có đủ trí tuệ để nói ra những điều đó, khi mình đã vượt qua được những thử thách, thử thách làm việc thiện. Bởi vì nếu mà nói mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì sao? Ngọc Hoàng Thượng Đế làm rất là nhiều công đức mới làm được Ngọc Hoàng Thượng Đế, rất là nhiều công đức cho cả người và vật luôn mới được làm vua cõi trời. Mà cõi trời thì có rất nhiều vua, Chúa cũng là một vị vua ở một cõi trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là vua ở một cõi trời. Nó chia ra cõi trời đau lợi, cõi trời sắc giới, cõi trời dục giới, cõi trời vô vô sắc giới, rất là nhiều cõi trời, và mỗi vị ở một nơi như vậy. Người đạo Chúa thì lại rất là cực đoan, cứ nghĩ Chúa là tạo ra muôn loài, Chúa là tất cả. Nhưng còn rất là nhiều Chúa, Chúa còn, ngay cả đạo Chúa còn có Chúa Cha, Chúa Giê-xu nữa. Vậy mà nói Chúa là tất cả, Chúa vẫn chưa là tất cả. Không có gì là tất cả, không có gì là vĩnh cửu. Tất cả chúng ta đang sống trong một cái lý thuyết gọi là thuyết tương đối, chứ không có gì gọi là tuyệt đối. Nên mọi cảm xúc, mọi tham muốn, mọi cái cảm giác của chúng ta nên dừng ở mức bình thường là tốt nhất. Còn những ai quá cầu kỳ, quá mong cầu thì chỉ khổ bản thân thôi. Giống như hôm nay em làm giải cứu động vật đó, em làm hết sức mình của em đó, em có dư tiền là em làm đó, rồi được mấy anh chị ủng hộ nữa, em vẫn làm đó. Nhưng mà đâu phải lúc nào em cũng làm được. Giải cứu những con vật trong thiên nhiên rất là khó. Giải cứu ráy cá nhìn vậy á, nó còn đơn giản, chứ đi giải cứu mấy cái con cá mà bị người ta đánh bắt ở ngoài thiên nhiên á, những con này con kia á, mình đi cứu nó cũng giống như là mình đi bắt nó vậy đó. Người ta bắt nó xong rồi mình đi thả, mình cũng phải dầm mưa, dãi nắng, phơi sương, phơi gió, dành thời gian tiêu tốn để đi làm. Nghĩ coi, ai làm những cái việc công không cho mình mà không lấy lợi nhuận? Ngay cả những người đi làm từ thiện, đúng không? Bởi vì em mới nói em đang làm nghề phóng sanh, chứ không, em không nói đi phóng sanh giùm nha. Em đang làm nghề phóng sanh. Và cái lợi nhuận em thu lại được là cái gì? Là cái view, cái tiền YouTube. Mà bữa giờ em chưa kiếm được đồng nào. Đang làm nghề phóng sanh mà thiệt hại quá. Chứ em chưa làm giàu được nha. Làm giàu được em không có ăn, ăn đậu phộng gì đâu nha. Làm nghề phóng sanh kiểu này chưa được, phải làm thêm nghề IT cho tiệm đàn Hoàng Piano nữa mới có thêm món rau, đồ củ quả rồi thêm. Phước đức của em tạo được thì sẽ cho những người thân, những người quen em biết hồi hướng cho các vị. Em ăn chay kể từ bây giờ là hồi hướng cho ba má của em, anh chị em của em, những cái em học trò của em, tất cả những người em yêu thương, cho con chó của em, cho các con thú của em, nói chung cho tất cả, trả gì cho em. Bởi vì em mất thân này rồi em rất là vui, em sẽ được đến thế giới tốt đẹp hơn như em muốn. Bởi vì em không như mọi người, em là người đã vãng sanh ngay trong hiện tại. Mọi người biết vãng sanh trong hiện tại là gì không?
làm chủ được linh hồn của mình. Những người mà nói tôi đã làm chủ được linh hồn của mình, ra đây gặp em nói chuyện thẳng thắn với em, coi làm chủ được linh hồn như thế nào. Để em nhéo một cái coi đau không? Để em lấy cái dao em đâm một phát vô thân thể coi có khóc nổi không? Như vậy đó là cảnh giới của thần, đúng không? Làm chủ được linh hồn của mình đó, thật ra là nó cũng đơn giản thôi. Làm như vậy là hủy hoại thân thể. Nhưng mà chứng thật đã có người làm như vậy, đó là Thích Quảng Đức. Ngài có thử, ngài lấy lửa đốt thân của mình, hy sinh luôn cái thân thể của mình để cho mọi người thấy trái tim bất diệt của ngài, mới dừng lại cuộc chiến đẫm máu, mới đưa Việt Nam đi đến cái thắng lợi là giành được độc lập tự do. Nếu không có sự hy sinh của ngài Thích Quảng Đức thật sự, Việt Nam không thể độc lập. Đó là sự thật. Phải có những vị Bồ Tát sinh ra ở những cái thời kỳ như vậy, những thời kỳ gọi là khốn nạn, khốn khổ. Những vị Bồ Tát đó, họ sẽ cứu độ chúng sanh, giúp cho mọi người thức tỉnh. Còn em là một chàng tiên cá, em cũng sinh ra ở cái thời mà gọi là thời tận kỳ của khổ cực, của đọa lạc. Cái thời này mà không hủy hoại thiên nhiên á, thì sẽ được làm tiên, làm Phật. Còn tiếp tục phá thiên nhiên, mất môi trường sống cho các loài vật, thì sẽ thành quỷ, thành yêu quái, thành ma. Nên em sinh ra ở thời kỳ này á, là như vậy. Em nói trước 7 năm rồi, nhưng bây giờ đó, mọi việc nó vẫn diễn ra, và còn nhiều điều tồi tệ hơn sắp sửa diễn ra nếu cứ tiếp tục tàn phá thiên nhiên và hủy hoại động vật. Bây giờ những anh chị em nghệ sĩ chán làm từ thiện rồi, bị một vị Bồ Tát bóc phốt quá là nặng. Nhưng đó là cái nghiệp, sẽ không còn ai muốn đi làm từ thiện. Những người chân chính họ sẽ không muốn đi làm từ thiện nữa đâu. Và làm từ thiện gì cho con người tốt bằng phóng sanh, thưa quý vị? Phóng sanh đúng cách là làm từ thiện tốt nhất. Và cách bố thí mà tốt nhất là hãy tặng cho người ta một nụ cười, tặng cho người ta một tình yêu thương chân thật, tặng cho người ta một sự ấm áp của tình người. Đó là bố thí. San sẻ với cuộc sống nghèo khổ với người ta là bố thí. Không phải là cầm tiền đưa cho người ta là bố thí, mà là đừng có dành miếng ăn với người ta, đừng có đô thị hóa, đừng có phát triển lên để mà hủy hoại môi trường sống của mọi người, của các loài vật. Nên nếu mà một người mà khoe giàu có với em thì em nhìn người đó chỉ bằng nửa con mắt thôi. Nửa con mắt còn lại em sẽ quan sát thử coi người ấy làm giàu bằng cách nào, từ thiên nhiên động vật hay là dùng làm giàu bằng trí tuệ. Mười tám phút rồi. Đây là món đậu phộng rang muối, hồi em sẽ đem đi để ăn. Hôm nay em sẽ muốn phóng sanh cho anh Khổng Tường Phát. Bốn mươi chín ngày của anh hôm nay là anh mất được 40, được 49 ngày thì anh đã mất được 9 ngày rồi, 10 ngày rồi. Em rất hiểu rõ về linh hồn, thưa quý vị, bởi vì em là người có thể xuất hồn ra khỏi cái thân thể này, nên em hiểu được nỗi đau của linh hồn khi bị mất phước báo. Nó sẽ lạnh lẽo, nó sẽ đói khát, nó sẽ như thế nào. Hôm nay những người ủng hộ em là những người may mắn. Niết bàn em còn chừa sẵn chỗ cho mọi người đến đó. Em sẽ dẫn lối mọi người đi. Còn những người không ủng hộ hả, thì để cho quỷ thần phán xét tất cả đi. Em không nói chuyện ảo như mọi người, bởi vì em không làm thầy bà.
Em biểu diễn sanh tử mỗi ngày, ở dưới sông, dưới biển, tiếp cận với các loài vật. Và những người nói chuyện thầy bà cao siêu quá. Có thấy họ dám ra thiên nhiên đối mặt với những thử thách nguy hiểm rồi đó không? Dễ gì đúng không mọi người? Bởi vì cảnh giới của quỷ thần luôn luôn còn lại nỗi sợ hãi trong tâm. Họ muốn được làm tiên, làm Phật, nhưng họ không đủ cái trình độ. Bởi vì họ không bỏ được tham sân si. Dù có phước làm quỷ thần, nhưng vẫn không đủ phước để làm tiên Phật. Ok. Tình hình làm nghề phóng sanh của em, em không có ăn lời gì được đây. Bây giờ là em phải làm thêm vụ bán đèn pino. Hên quá cái shop vừa mở cửa lại, cuối tháng này em lại có lương lại rồi, nên em có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghề phóng sanh. Em đã đổi rất là nhiều nghề. Em đã từng làm những cái nghề rất là khủng khiếp. Và khi em đi vô một công ty tập đoàn, em ngồi đó, một dàn nhân viên ngồi xung quanh em và nghe em thuyết trình, chiếu PowerPoint lên và nghe họ nghe em nói, em nói hay, thấy em đẹp trai, xinh trai, đặt lòng tin vào em, thế là làm việc với em, thế là rót tiền vào tài khoản của em. Và khi em giúp cho họ thành triệu phú, tỷ phú, thì họ lại cần những người giỏi hơn em. Nhưng mà họ quên đi những người ban đầu giống như em đã từng giúp họ. Con người là như vậy, em không trách được. Bởi vì em cũng không muốn theo đuổi cái nghề thiết kế website và phần mềm quảng cáo. Bởi vì nếu mà em thật sự yêu cái nghề đó thì bây giờ em đã không đổi rất là nhiều nghề. Em đã làm nghề dạy bơi tiên cá. Em học, em lấy bằng quốc tế này kia, chuyên nghiệp này nọ, chỉ để dạy bơi miễn phí cho trẻ em và dạy với cái giá rất là rẻ mạt để cho mấy em thoát khỏi bệnh tật. Nhưng rồi mấy em đâu hiểu được, mấy em cuối cùng lại phỉ báng những đứa em học trò mà em yêu quý, cuối cùng lại xoay lại và phỉ báng em. Bởi vì gì? Bởi vì những cái trò trẻ con, những cái cảm xúc trẻ con, nói không nghe lời, rồi làm sai, rồi lại đổ thừa cho thầy, giúp cho thoát khỏi biển khổ, nhưng lại phỉ báng thầy vì tin là mình đúng, để cho thiên nhiên động vật bị hủy hoại, để cho người ta bị chết, để cho dịch bệnh đến, động vật thì khổ, con cái mất cha mẹ, đầy rẫy những cái đau khổ diễn ra. Đó là lý do mà sau này hết dịch Covid em cũng không dạy bơi tiên cá trở lại. Em chỉ bán đồ bơi tiên cá thôi. Đúng không honey? Sẽ sống cùng với thiên nhiên, với Tây Un ha. Mình sẽ không vào thành phố nữa ha honey ha. Thậm chí là không thể đi nước ngoài được luôn. Nếu 2019 em đừng cãi lời thần sông, không, thần biển và thần rừng, thì có bây giờ em đã đi rất là nhiều quốc gia rồi. Em về Việt Nam để em cản lại nghiệp lực của ôn thần phán xét Việt Nam. Em kéo giãn thời gian nó ra. Em đã làm rất là nhiều việc để giúp mọi người, và chỉ có trời biết, đất biết và em biết, mọi người chả biết cái gì. Nhưng mà khi mất đi rồi lại đến bên em, bởi vì có duyên với em, năng lượng nó sẽ tự cảm hóa, nó sẽ bị giống như là một cái lực hút, nó sẽ hút đến em và cầu xin em giúp đỡ này kia. Em là cái gì mà có thể giúp đỡ được? Phật cũng không giúp đỡ được quý vị. Tự quý vị phải như nghĩ đến Phật thì quý vị sẽ được cứu rỗi thôi.
đậu phộng siêu ngon. Mất 25 phút. Sắp tới đây em sẽ không được nói nhiều nữa. Nhìn thấu nhưng không được nói thấu nữa. Không được làm như vậy nữa. Ngon quá à.